Nước Anh tiết lộ chỉnh sửa vương miện cho lễ đăng quang của vua Charles III. Điện Buckingham cho biết, vương miện Thánh Edward, vật phẩm trọng yếu trong các lễ đăng quang của quốc vương Anh suốt hơn 350 năm qua, sẽ được chỉnh sửa cho sự kiện trọng đại của vua Charles III vào năm sau. Theo Reuters, vương miện Thánh Edward đã được sử dụng kể từ lễ đăng quang của vua Charles II vào năm 1661, khi chế độ quân chủ được khôi phục ở Anh sau nền Cộng hòa 10 năm của Oliver Cromwell. Vương miện Thánh Edward được chế tạo từ một khung bằng và nguyên khối đính hồng ngọc, thạch anh tím, ngọc bích, ngọc hồng lựu, đá topaz và đá tourmaline, với phần mũ nhung và viền lông chồn giống phiên bản thời Trung cổ. Vật phẩm lịch sử này thường được trưng bày tại tháp London, nhưng hiện sẽ được di rời khỏi đây để chỉnh sửa cho lễ đăng quang của vua Charles III vào tháng 5 năm sau. Theo truyền thống, vua Charles III sẽ được trao vương miện Thánh Edward trong buổi lễ long trọng được tổ chức tại tu viện Westminster của London vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Giống như người mẹ quá cố của ông, nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953, ông cũng sẽ đội vương miện đế chế trong lễ đăng quang này.